Video này được mang đến cho bạn bởi Content Philo, Editor Loader và Tô Quản Quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó background để làm việc, học tập, rửa bát. Để xem hành trình đầy đủ của Tanjiro và các kiếm sĩ diệt quỷ khác, hãy xem lại các video recap được đăng tải trên hệ thống kênh. Sau cuộc chiến thập tử nhất sinh với cặp Thượng Huyền Lục, nhóm của Tanjiro đã được đưa về Điệp Phủ chữa trị. Sau quá trình hồi phục tích cực, trong khi cả Inosuke và Zenitsu đều đã lấy lại thể trạng hoàn hảo và bắt đầu tái hòa nhập cộng đồng, thì Tanjiro mới vào khóa lấy lại khả năng vận động. Trong thời gian đó, cu cậu nhận được một tin sét đánh. Do sự ăn kiếm quá mạnh của mình, Tanjiro đã khiến thợ rèn Haganezuka dỗi mà từ chối cung cấp thêm công cụ. Rồi xong, không hàng đố mày làm nên luôn. Sau khi được giới thiệu về làng thợ rèn, Tanjiro quyết định sẽ đến đó một chuyến, vừa để chữa lành vết thương rách của Haganezuka, tiện du lịch tí trong thời gian bình phục hoàn toàn. Góc không hỏi, chúng tôi vẫn giả lời. Nếu bên quỷ có Vô Hạn Thành là nơi kỳ bí nhất, thì ở phía sát quỷ đoàn có tận hai nơi tương tự. Kỹ nhất là tổng bộ cũng là địa điểm chúa công đang ở. Nơi còn lại là làng thợ rèn, chốn cung cấp trang bị cho các kiếm sĩ diệt quỷ. Để đảm bảo đường đến làng không bị tiết lộ ra ngoài, những ai muốn đến phải che mắt bị tai lại. Riêng Tanjiro thì cả mũi. Hành trình sẽ chia thành các chặng, mỗi chặng đều do một ẩn sĩ và một con quạ dẫn đường riêng phụ trách. Họ chỉ biết duy nhất chặng của mình thôi, nên đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối. Sau một thời gian di chuyển, Tanjiro đã đến được nơi khởi nguồn của các Nhật Luân kiếm. Sau khi chào tạm biệt ẩn sĩ đưa mình đến nơi, Tanjiro đến nhà văn hóa làng để chào hỏi trưởng lão, thợ rèn xuất sắc nhất trong làng. Tiện đó cậu cũng hỏi chuyện về anh Haganezuka, thì được trưởng lão cho hay khứa này hiện đang mất tích không dấu vết. Ngay đến ông cha đỡ đầu của ảnh cũng không biết đang ở đâu. Trước mắt Tanjiro cứ hưu linh ở đây đi, vừa để đợi tin từ ông anh dễ dỗi, vừa để hồi phục chuyên sâu cơ thể luôn. Tiện trong làng có suối nước nóng, Tan có thể đến và trải nghiệm. Tại lối lên cậu đã gặp luyến trụ Mitsuri Tanroji, aka chị Mit, vựa trái cây của sát quỷ đoàn. Bà tuy là trụ cột nhưng lại cực kỳ mong manh dễ vỡ, chỉ vì bị quăng cho trái bơ đã nước mắt ngắn dài, các kiểu tổn thương tâm lý, nhưng khi nhắc đến ăn là hớn hở liền. Người đâu mà dễ thương. Khi lên đến nơi, Tanjiro còn gặp thêm một người vừa lạ vừa quen, khứa đầu màu gà Shinazugawa Genya. Cho các bồ tèo chưa biết thì Genya là em trai của phong sẹo Sanemi. Bảo sao cái nết khó ở y như nhau. Tanjiro càng cố làm gần thì khứa này càng lấn xa. Chán cái thái độ, chả bù cho chị Mit. Người ta nói con gái ăn nhiều thường rất dễ thương, ít nhất là trong trường hợp của luyến trụ là chuẩn. Nezuko mê chị gái này lắm, cứ quấn quýt các thứ các kiểu. Tiện mồm tay máy, Tanjiro hỏi luyến trụ lý do gia nhập sát quỷ đoàn. Thực ra lý do cũng cơ bản thôi. Cơ bản là tuyển chồng đấy mà. Ở đây tôi có đủ quyền ưu tiên, anh em cho tôi đi trước nhé. Đó là ý định của tôi cho đến khi biết được tiêu chí chọn chồng của Mit là mạnh hơn bả. Để tránh tình trạng bị vắt cực khô, tôi mời người tiếp theo. Trong lúc cùng anh em nhà Tan đem cơm đến cho Genya, luyến trụ nhận tin là kiếm của mình đã bảo hành xong, cần cô check lại cho chắc. Trước khi rời đi, chị Mit đã dành cho Tanjiro và Nezuko những lời chúc tốt đẹp nhất, kèm theo đó là thông tin mật về một món bảo vật ở ngôi làng này, có thể giúp người dùng mạnh hơn. Những ngày sau đó, Tanjiro không ngừng luyện tập, bồi bổ các thứ các kiểu để hồi phục thể trạng cho lẹ, đồng thời đi tìm thứ vũ khí mà chị Mit có nói. Trong hành trình đó, cậu bắt gặp em bé hạt tiêu Hà Trụ Tokito Muchiro đang giao lưu ngôn từ với một thiếu nhi trong làng. Muchiro yêu cầu nhóc kia đưa chìa khóa để kích hoạt một cỗ máy luyện tập. Dáng dấp của con máy này nom quen quen, hình như Tanjiro vừa đề ra vu nó ở đâu đó rồi. Trước thái độ bướng của cô thiếu nhi, Muchiro phải dùng tới biện pháp mạnh để ép cho ra chìa khóa. Thấy trẻ bị bạo hành, Tanjiro ra mặt đòi công lý. Có điều lực cậu còn kém tắm lắm để so với một trụ cột cao cường như hạt tiêu. Muchiro cảm nhận có hơi thở của quỷ bên trong tủ gỗ trên lưng Tanjiro, tính sở thử xem sao thì bị Tan tác động vật lý vào tay, kèm theo một ánh nhìn ghê lắm. Trong lúc Muchiro còn thẫn thờ, Tan đã cứu cu thiếu nhi khỏi tay Hà Trụ. Tưởng Muchiro này chỉ ngơ ngơ thế thôi, chứ thực chất mồm miệng cũng cay nghiệt phết. Dằm ba mấy cỗ máy này hỏng thì sửa, quá lắm thì làm cái mới, có cái gì đâu mà nghiêm trọng hóa vấn đề. Việc tập luyện của các trụ là quan trọng, nên là đưa đây. Như một thói quen, Tanjiro sử dụng hơi thở thông não để Muchiro biết quý trọng hơn công sức của các thợ rèn. Một màn múa mõm đi vào lòng người đấy chứ, nhưng chỉ với người muốn nghe, còn Muchiro thì chê. Đến khi Tanjiro tỉnh dậy thì Muchiro đã lấy được chìa khóa rồi. Theo những gì cô Tetsu aka nhóc thiếu nhi chia sẻ, hình nhân này được chế tác từ thời chiến quốc, trải qua từng ấy năm mà nó vẫn vận hành ngon. Đủ hiểu công nghệ chế tác sản phẩm này đỉnh cỡ nào, đỉnh đến độ đám cô Tetsu chưa thể bắt kịp được. Nó sở hữu sức mạnh vượt xa người thường, cực kỳ phù hợp để khổ luyện lên trình. Với cơ chế 6 cánh tay thực hiện được 108 động tác, nó có thể tái hiện lại chính xác chiêu thức của một kiếm sĩ huyền thoại. Việc sử dụng hình nhân cho tập luyện chẳng có gì quan ngại cả, nếu có người sửa chữa được nó. Đúng ra người đó là cô Tetsu, nhưng cu cậu lại không thể. Cậu chưa kịp lĩnh hội được gì thì cha đã mất, đã thế còn non trình độ. Nếu cứ để một trụ cột hành thì hình nhân chắc kèo sẽ thành phế liệu. Nghe nhóc cô Tetsu chia sẻ thì Tanjiro càng thấy Muichiro quả là kỳ tài. Tuy tuổi tác còn nhỏ hơn Tan nhưng trình đã thuộc trụ cột, chuyện đương nhiên bởi Muichiro là hậu duệ của kiếm sĩ mang hơi thở mặt trời mà lại. Quạ truyền tin của Muichiro xét, nhưng sao chưa thấy Muichiro thở ra cái hơi đó ta? À, dám khịa chủ bà, bà móc mắt ra. Giữa lúc đó Tanjiro nhớ ra khuôn mặt của cỗ máy kia đã thấy ở đâu, cụ thể là trong giấc mơ của cậu.
Con quạ đành hanh tiếp tục chửi Tanjiro là ảo tưởng. Nhưng trên thực tế điều này có thể xảy ra. Thông qua di truyền ký ức, có thể những gì trong giấc mơ của Tanjiro xuất phát từ những gì tổ tiên của cậu từng trải qua chẳng hạn. Trong lúc anh em nói chuyện sinh học thì Muichiro đã đánh bại cỗ máy với một đường chạm đẳng cấp. Chứng kiến cảnh tượng đó, cô Tetsu sốc ngang mà bỏ chạy. Mãi đến khi Tanjiro sử dụng hơi thở chữa lành để tác động tâm lý cho cú nhóc thì cô Tetsu mới xách được tinh thần lên để quay lại thu gom hình nhân về có gì còn sửa chữa. Giữa đường cả hai bắt gặp Muichiro, cậu ta đã giải quyết xong, thậm chí thó luôn kiếm của nó. Tuy cái thái độ thượng đẳng nhưng Muichiro không hề có ác ý với Tan, còn con quạ thì ngược lại, viết rõ dòng chữ khinh ra mặt. Tình trạng hình nhân tuy khá tệ nhưng may mắn là khi động cơ vẫn chạy bon, nhận thấy đây là thời cơ tốt để trả thù. Cô Tetsu bắt đầu ngay khóa huấn luyện cho Tanjiro. Nếu cậu không đánh chúng nó thì không được ăn. Trình của Tan cũng không yếu nhưng so với hình nhân thì vẫn là một quãng quá dài. Đã thế, cô Tetsu còn chơi bài áp lực tạo ra kim cương để đẩy giới hạn của Tanjiro lên cao nhất. Kim cương thì chưa thấy đâu, chứ men sắp thành ma đói tới nơi rồi. Ngay trong khoảnh khắc sắp bước qua cầu Nại Hà, do đã quá đuối sức nên Tan đã lộn cổ xuống sông. Và trong khoảnh khắc ấy cậu đã được thức tỉnh, nắm được điểm cốt yếu, đúng hơn là một mùi hương đỉnh hơn của sợi chỉ tất sát. Nhờ đó mà nhìn ra được chiêu của hình nhân mà chém nó một nhát. Tuy nhát đó nông nhưng cũng đủ đổi cho cậu một bữa ăn đúng nghĩa. Không quá lâu sau đó, Tanjiro đã thành thục skill mới, nhờ đó mà hạ thủ được cỗ máy sau khi đã được cô Tetsu đồng ý. Khi khuôn mặt của hình nhân rơi ra, đã để lộ bên trong một thanh kiếm. Một con hàng này có niên đại tận 300 năm. Con hàng này cổ nhưng siêu chất lượng, cũng đúng thời điểm Tanjiro thiếu kiếm. Khứa này thì mê lắm rồi những cái nét hay ngại. Hiểu được điều đó nên cô Tetsu phải vận hết vốn từ để thuyết phục. Nhưng mà nói mồm là được, có nhất thiết phải làm mấy cho con bò này không? Thôi thì em đã có lời thì anh cũng có dạ. Thôi thì kiếm cũng đã 3 thế kỷ không được bảo dưỡng rồi. Hàng họ có xuống cấp thì cũng là bình thường. Sự thật thì là thế nhưng mà Tanjiro đã hy vọng. Mồm nói không sao nhưng mà lòng thì chín chá na. Giữa lúc ấy, ông anh Haganezuka hùng hùng hổ hổ xuất hiện. Luôn mồm cứ để mình lo, rồi rằng lấy kiếm cho bằng được. Rằng co đi rằng co lại một hồi, cuối cùng thì phe lực hơn đã thắng. Lực thì lực phết nhưng vẫn có điểm yếu. Chỉ cần cú nách vài phát là ông anh nằm im ngay. Anh Kanamori đã ra tay hạ đẹp Haganezuka trong một nốt nhạc. Tiện đấy anh cũng chia sẻ chuyện của ông thần này. Số là mấy ngày nay Haganezuka mất tích là lên núi tu luyện để nâng cao tay nghề. Vì cái thói mổ miệng quá khích nên Haganezuka chỉ có mỗi Tanjiro là khách hàng. Vậy nên anh ta muốn cho cậu con hàng ngon nhất. Tạm thời thanh cổ kiếm cứ để Haganezuka lo, còn Tanjiro dùng tạm thanh kiếm khác. Tưởng như đây sẽ là một chuyến đi healing chữa lành, gặp gỡ giao lưu với anh em trong sát quỷ đoàn. Thì tối hôm đó, trong lúc đang nói chuyện với Muichiro, một nhân vật không ngờ lại xuất hiện. Hắn là Thượng Huyền Tứ, Hantengu. Vừa thấy con quỷ xuất đầu lộ diện, Muichiro đã rút kiếm, vận hơi thở sương mù, ra chiêu với tốc độ bàn thờ nhưng không nhanh bằng đối thủ. Khác với những con quỷ từng thấy, Thượng Tứ lại thích khóc hơn sủa bậy, và thực lực cũng xoàng rồi. Chỉ sau vài đòn qua lại, đã bị Muichiro chém đầu thành công. Với kinh nghiệm từng đối đầu với Thượng Huyền, Tanjiro hiểu rõ rằng chặt thủ cấp chưa thể hạ được chúng. Không nằm ngoài dự đoán, phần đầu và thân của Hangeng đã tự mọc ra phần thiếu, trở thành hai con quỷ riêng biệt. Một con sở hữu quạt ba tiêu, quạt một nhát đã khiến Muichiro bay mất dạng. Con còn lại sở hữu lôi tích trượng, một gõ đã khiến Tanjiro tê liệt toàn thân. Giữa lúc đó Genya đã góp mặt với tuyệt kỹ hơi thở hải phong thức thứ nhất súng hai nòng, xin nhẹ hai cái thủ. Pha xử lý rất vội vàng của thanh niên đầu màu gà đã tạo điều kiện cho hai con quỷ mới xuất hiện. Nếu cứ chém mà ra thêm quỷ thế này thì đánh sao cho lại, nhất định phải có một quy luật nào đó. Tanjiro chưa kịp phân tích ra thì đã bị kéo đi mất. Con quỷ này sở hữu sức mạnh của các bà vợ, mồm loa hay nghe mỹ miều hơn là sư tử hống. Một lần phát đủ khiến Tan sang chấn tâm lý, toàn thân tê dại. Nếu không có gì thay đổi thì cậu sắp dính thêm phát nữa. Phản xạ tự nhiên đã kích hoạt kịp thời cứu nguy cho Tan, nhưng cũng chính vì cơ chế này đã tạo ra hai con quỷ khác. Chúng cũng sở hữu skill sư tử hống, nhưng chất lượng kém hơn bản đầu. Từ đây Tanjiro rút ra kết luận rằng chỉ có 4 con quỷ cấp cao là hỉ, nộ, ái, lạc. Nếu cố tách ra thêm thì sức mạnh sẽ yếu đi. Con quỷ đang chiến với cậu là lạc. Nó không chỉ sở hữu chất giọng khỏe mà còn có cơ cấu như một con chim với móng vuốt sắc nhọn, liên tục tương tác xác thịt với Tanjiro. Chịu đòn mãi cũng chán. Tan cũng có phản công nhưng thương tích gây ra không đáng kể. Nếu cứ cù cưa mãi với con quỷ ở đây, cậu sẽ không thể về trợ chiến cho em gái và Genya. Trong cái khó ló cái ý tưởng, Tanjiro đã lập bẫy để tận dụng khả năng bay của quỷ lạc, nhờ đó mà quay trở lại được chỗ em gái. Nhưng tình hình hiện tại không ổn, Nezuko đang bị quỷ nộ khống chế. Ngay lập tức Tanjiro lao đến xanh chín với kẻ làm hại em mình. Được cái cậu đã biết dùng não hơn, khi trước đó đã xin cái chân gà của quỷ lạc để chặn đòn của quỷ nộ, đồng thời vung kiếm vào nguồn của con quỷ, làm chậm quá trình hồi phục của nó, qua đó cứu được em gái. Sự comeback của Nezuko là rất kịp thời, vừa cứu được anh vừa phong tỏa quỷ nộ bằng huyết quỷ thuật. Tuy nhiên vẫn còn đó quỷ hỉ với cây quạt ba tiêu, một phất đã khiến hai anh em trắng mắt nằm bẹp một chỗ. Cùng lúc đó, đám ngư quỷ của Thượng Huyền Ngũ đang tấn công vào làng. Các thợ rèn có phản kháng nhưng không đủ đam. May mắn cho họ là cứu tinh đã đến. Luyến trụ sau khi hay tin đã lập tức trở lại. Dằm 30 con cá chưa đủ tầm làm khó một trụ. Vừa cứu được dân làng xong thì Mít đã tức tốc đến nhà văn hóa, thành công cứu được trưởng lão. Trước khi cụ đi chân lạnh ngắt rồi, mém chút nữa cũng từ giã cõi trần là Tanjiro.
nếu không được Nezuko kịp thời vác chạy. Nhưng giữa vòng vây sấm sét, cô bé cũng lực bất tòng tâm không thể đi xa hơn. Giờ đến phiên Tan vác em bỏ chạy, nhưng xung quanh cậu là những con quỷ cấp cao, muốn giữ cái mạng là chuyện khó nhằn đấy. Có điều trong nguy luôn tồn tại cơ hội, và cơ hội ấy sẽ đến từ Nezuko. Bằng huyết quỷ thuật của mình, Nezuko đã làm đổi màu thanh kiếm của Tan trở thành xích kiếm. Theo những gì tổ tiên họ Kamado chia sẻ, thì lưỡi kiếm của vị kiếm sĩ huyền thoại cũng đen xì chỉ hóa đỏ khi chiến đấu. Trong trường hợp của Tanjiro lúc này cũng chẳng khác với kiếm sĩ kia là mấy. Đã thế cậu còn kế thừa cảm xúc của những người từng giúp đỡ mình. Rồi cả kiếm lẫn ý chí giờ đã được búp kịch trần, lũ quỷ giờ chết với cậu. Đối diện với một kẻ sở hữu thanh kiếm bốc cháy đã khiến tế bào của Muzan trong quỷ nộ thức tỉnh ký ức về kiếm sĩ đã suýt lấy được đầu của chúa quỷ. Không chỉ có kiếm, Tanjiro còn bật ấn rồi vào thế y hệt kiếm sĩ huyền thoại kia, kèm theo đó là vũ điệu hỏa thần, một đường di chuyển vung ba nhát kiếm, mỗi nhát là một thủ. Cùng lúc đó Genya đã xử xong con quỷ còn lại, nhưng giao diện của khứa này có thay đổi lạ, trông cứ như một con quỷ vậy. Dựa trên những biểu hiện, tình trạng của đầu màu gà chưa quá đáng lo. Nguy cơ trước mắt là đám quỷ đang dần hồi phục. Chẳng có nhẽ cổ không phải điểm yếu của đám hỉ nộ ai lạc này sao? Điểm mấu chốt ở đây là mùi hương quỷ thoang thoảng mà cậu đã ngửi thấy. Nó chắc chắn xuất phát từ con quỷ thứ 5, vậy nên phải tìm cho ra nó bằng được. Trước lúc ấy Genya tự dưng nổi khùng, ngôn từ không ngừng chỉ trích Tanjiro đang có ý vượt mặt mình để trở thành một trụ cột. À, tham vọng quá nhỉ, tưởng gì chứ cái này Tan không ham. Cậu đồng ý làm chân mở đường để Genya tiến lên. Đầu màu gà ban đầu không tin, cho đến khi nhìn vào đôi mắt ấy thì cũng dần bị thuyết phục. Trước mắt Genya và Nezuko sẽ chăm sóc lũ quỷ vừa hồi phục, để Tan rảnh hơi xác định vị trí của con quỷ thứ 5. Tuy bị con quỷ hỉ cản trở, nhưng bằng cái mũi thính hơn mũi cẩu, Tan đã tìm ra chỗ của con quỷ thứ 5. Lập tức cậu vào thế chỗ Genya, để cậu ta đi xử con kia. Hai anh em nỗ lực hết sức để cầm chân đám quỷ, tuy cũng đã có đôi lần làm chúng nhận thương tích, nhưng chừng nào Genya còn chưa diệt được con thứ 5 thì chừng đó mọi nỗ lực đều dẫn đến con số 0 tròn trĩnh. Nhờ Tan giúp mình định hướng, Genya đã lần được chỗ con thứ 5 mà truy đuổi. Nó có giao diện y xì đúc Hantengu nhưng mini hơn. Chính do kích thước bé lại nhanh nhẹn ấy đã khiến Genya gặp khó trong việc xin cái thủ của nó. Sau cùng thì cậu đã tìm ra cơ hội của mình, nhưng con này quá cứng cổ, kiếm của Genya chơi không lại, dùng súng bắn cũng chẳng xong. Thậm chí cậu còn đang đứng trước nguy cơ nhận đòn chí mạng từ quỷ nộ. Những lúc rơi vào cảm xúc sắp hẹo, con người ta thường nhớ lại những chuyện xưa cũ. Trường hợp của Genya không phải là ngoại lệ. Mục đích khiến cậu nhất quyết phải làm trụ cột là bởi muốn tiến gần bên anh trai phong sẹo, và cũng để xin lỗi anh về những câu nói tổn thương từng nói. Mẹ của họ là một người phụ nữ có dáng hình bé nhỏ. Bà là người tần tảo làm việc từ sáng đến tối để nuôi gia đình. Còn bố của họ là một gã vũ phu ăn hại vô tích sự, chỉ đánh vợ là nhanh thôi. Nhưng biến cố lại không đến từ gã đó. Vào một đêm nọ, khi thấy mẹ đi làm quá muộn mà chưa thấy về, anh cả Sanemi đã đi tìm mẹ, giao việc trông em lại cho anh nhị Genya. Mọi chuyện đã không có gì, cho đến khi có tiếng đập cửa kỳ lạ bên ngoài. Lũ em tưởng mẹ về thì nháo nhào ra mở. Genya nhận thấy nguy hiểm, bảo các em dừng lại thì đã quá muộn. Những đứa trẻ bị một thứ gì đó tấn công. Khi nó định lao đến Genya thì Sanemi đã lao đến đẩy nó ra ngoài. Tất cả các em đều đã bỏ mạng. Genya vội đuổi theo anh thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt kinh hoàng với máu tanh. Còn phía dưới là mẹ của họ với cơ thể đang tàn lụi. Trong lúc mất kiểm soát cảm xúc, Genya đã gọi anh trai là kẻ sát nhân máu lạnh. Trong trường hợp của cậu, ai cũng sẽ thế thôi. Các em bị sát hại ngay trước mắt, dưới bàn tay của chính người mẹ thân yêu đã hóa quỷ. Cậu hiểu anh hai đã cố cứu mình, nhưng trước viễn cảnh quá đau đớn đó thật khó để kiềm lòng. Nhưng kẻ đau đớn nhất lại là Sanemi, khi phải xuống tay với mẹ và bị thằng em nói là kẻ sát nhân. Đó có lẽ là bước ngoặt khiến Sanemi từ một người ấm áp trở thành một kẻ cục xúc mang nặng mối thù với quỷ như hiện tại. Sanemi cũng là người đã phủ định Genya và muốn cậu cút khỏi quân đoàn, nhưng lúc này không phải là thời điểm từ bỏ. Chính Tanjiro đã can thiệp kịp thời chặn con quỷ nộ lại, đồng thời rót thêm tinh thần vào cái bình đã cạn đáy của Genya. Nhưng chính vì hành động đó đã khiến Tan vào tầm ngắm của quỷ ai. Không chần chừ một giây, Genya đã lấy thân mình ra đỡ hộ. Ở đây cần giải thích một chút, Genya sở hữu nội tại ẩn giúp cậu hấp thụ được thịt quỷ, qua đó có được năng lực của con bị sơi, cộng một bao cát đỡ đòn. Lúc này Genya đã hiểu lực bản thân chưa đủ, việc tiêu diệt con quỷ thứ 5 sẽ bàn giao lại cho Tanjiro. Trước khi thời lượng của tập 6 kết thúc, Tanjiro đã kịp vung một đường chém mang hiệu ứng huyết hỏa về phía con quỷ. Kết quả sẽ được tiết lộ ở phần sau. Còn bây giờ là thời lượng của quảng cáo với sự xuất hiện của trùm cuối. Ở đây chúng tôi có đủ các mẫu mã kích thước, tuy không thể nhận sắc cho bạn, nhưng với áo trùm cuối, chúng tôi cam đoan sẽ khiến bạn thỏa mãn với những bộ cánh đầy hài hước, cũng không kém phần thời trang. Đã có trùm cuối thì không thể thiếu phim này hay phết. Page phim chuyên cung cấp các review, tin tức, fact, meme về bộ môn nghệ thuật thứ 7. Mời các viewer mại vô mại vô. Kết thúc chương trình trả quyền lợi cho bên tài trợ, chúng ta đến ngay với tình hình của Hà Trụ. Sau khi cứu được cô Tetsu và anh Kanamori, cậu theo họ đến lò rèn để lấy kiếm mới thay cho thanh đang dùng đã bị mẻ nặng. Ngay khi gần đến nơi, Muichiro liền hãm tất cả lại vì cậu đã cảm nhận được sự xuất hiện của một thượng huyền tại đây. Đúng là gia quan của trụ cột, thượng huyền ngũ đúng là đang mai phục ở đó. Từ khi bắt đầu recap Kimetsu no Yaiba đến giờ, đây là con quỷ biến thái nhất mà tôi từng thấy. Bên cạnh giao diện mắt mồm lẫn lộn ra, thì Gyoko còn có đam mê chế tác dị hợm. Muốn biết tác phẩm của hắn tởm đến mức nào thì xem phim nhé, chứ cho lên đây lại vi phạm chết.
chấp một con quỷ mắc dịch thế này. Đến thánh thần còn chịu không nổi nữa, huống chi là Muichiro. Để thay trời hành đạo, cậu lao đến vung một đường kiếm cực mạnh. Nhưng địch cũng lẹ chẳng kém. Khi di chuyển luân phiên giữa các bình, chưa kịp tìm ra phương án đối phó phù hợp thì Muichiro đã bị dính kim độc của đối phương. Trong lúc bảo vệ cho cô Tetsu và anh Kanamori, trung bình phản diện khi thấy chính diện lấy thân mình bảo vệ người khác sẽ múa mõm châm chọc, coi đó là hành động ngu dốt. Ngôn từ này đập vào màng nhĩ đã kích thích não, vẽ lên trong đầu Tokoto những hình ảnh quen lắm, nhưng cậu lại chẳng nhớ rõ đó là gì. Dẹp nó sang một bên, Muichiro lao đến xử lý cái mồm hôi thối của Thượng Huyền Ngũ, nhưng cú chém không thành, đã thế cậu còn dính huyết quỷ thuật, dẫn đến bị nhốt trong thủy ngục. Nếu tình trạng này tiếp diễn, không chỉ cậu nguy hại tính mạng, mà kéo theo đó là sự sụp đổ của làng thợ rèn. Một khi không còn Nhật Luân kiếm cung cấp, sát quỷ đoàn sẽ nắm phần bại trong trận chiến với lũ quỷ. Hậu quả thì danh danh trước mắt, nhưng để ngăn nó lại thì quá khó khăn. Không chỉ có mình Muichiro đang rơi vào thế khó, Tanjiro cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Khi chưa thể chém được đầu của Hantengu, đã thế cậu còn bị một con quỷ tập kích phía sau. Nó có mùi khác hoàn toàn với đám hỉ nộ ai lạc, đã thế còn sở hữu huyết kế giới hạn của Hashirama Senju, khi có thể triệu hồi Mộc Long, khiến Tanjiro một phen mém hẹo. Nếu không có Nezuko xả thân, thôi nó dùng Mộc Long còn đỡ chứ làm quả Thiên Thủ Quan Âm thì hết cứu. Trước đó quỷ nộ đã cưỡng chế lần lượt hấp thụ 3 con còn lại, từ đó tạo ra con quỷ thứ 6 này. Ngoài huyết kế giới hạn ra, con này còn sở hữu Haki Bá Vương. Một cái chừng mắt thôi đã khiến Tanjiro pause tại chỗ. Giờ nó không kêu bàn cài nữa thì niệm luôn mền. Mà cũng chả cần, thực lực đôi bên đã là quá chênh lệch rồi. Đã thế Hantengu còn được nó giấu kỹ nữa. Nhìn đâu cũng thấy phe kiếm sĩ hết đường thắng. Để tăng thời lượng phim, cũng như góp chút thời gian để đối hồi phục, con quỷ đưa ra lý luận rằng đám Tanjiro đang bắt nạt kẻ yếu. Đấy, quỷ thì cũng là người chứ. Tàn nghe mà ứa gan. Múa kiếm có thể thua chứ múa mõm là cậu chấp. Quỷ ăn thịt người, làm hại người thì không nói. Đến khi bị giết lại đòi nhân quyền à? Thề lý lẽ của con quỷ này tỷ lệ thuận với dáng vẻ của nó, trẻ con vai. Đến khi bị phản bác lại cáu quay sang động tay động chân. Rời xa chiến trường của các mõm thủ, ta đến với tình hình của Muichiro. Tuy đã cố gắng hết sức nhưng cô cậu vẫn không thể thoát thân. Trong lúc sắp buông xuôi, chấp nhận số phận, Muichiro đã tự mường tượng ra hình ảnh của Tanjiro đang truyền động lực không từ bỏ cho mình, giúp cậu ngộ ra rằng ở đời không ai làm một mình được việc gì cả. Dù có mạnh ra sao đi chăng nữa thì cũng có lúc cần người khác giúp đỡ. Lý thuyết là thế, còn thực tiễn thì được nhóc cô Tetsu chứng minh. Tuy bị ngư quỷ đâm một cú chí mạng, nhưng cậu nhóc vẫn nỗ lực truyền không khí cho Muichiro. Lượng khí này là quá đủ để hà trụ vận hơi thở, để vung kiếm phá được thủy ngục. Tuy đã thoát thân nhưng chất độc đang tác động đến cơ thể của Muichiro. Đã thế đám tiểu ngư quỷ còn đồng loạt tấn công. Những lúc như thế này ta cần một nụ cười trắng sáng ư? Không, ta cần hồi tưởng. Có người nhận định, sau khi vượt qua bão tố con người sẽ có sự đổi khác. Với Muichiro, cậu đã có một chính xác hơn là nhiều cơn bão. Để trở thành con người như hiện tại, trong cơn bão đầu tiên, mẹ Muichiro đã mất trong cơn bão bệnh, còn bố cậu đã tử vong khi hái thuốc cứu vợ. Sự ra đi của họ kéo theo cơn bão thứ hai, một cơn bão với cái tâm ở Yuichiro, anh trai song sinh của Muichiro. Hai anh em họ có sự cắt nghĩa câu gieo nhân nào gặt quả ấy khác nhau. Yuichiro tiêu cực khẳng định, người có tốt thì chắc gì đã nhận nhân lành, với ví dụ cụ thể là cha mẹ mình. Còn Muichiro thì tích cực cho rằng, người tốt sẽ nhận báo tốt. Đúng như những gì cậu học được từ cha, vì quan điểm sống có phần đối nghịch, nên nhiều lúc hai anh em tương tác qua lại bằng đường mõm, Yuichiro thường thắng thế hơn bằng một phách chí mạng. MU trong Muichiro có nghĩa là vô trong vô năng, vô nghĩa. Cái này đúng trong trường hợp khác nữa. Mà tôi sẽ không nói là mạn, chính sự đối lập ấy đã kéo theo sự chia rẽ sâu sắc giữa họ khi được phu nhân Amane tìm đến tận nhà mời gia nhập sát quỷ đoàn. Vì tiềm năng kế thừa từ tiên tổ, Yuichiro đã tỏ rõ thái độ khó chịu khi thấy em trai hào hứng với lời mời đó. Thực sự thì ngôn từ mà Yuichiro dùng nghe khó chịu thật, với những lập luận lại khiến người ta khó phản biện. Mẹ cả hai lao lực mà đổ bệnh, mặc cho cậu đã khuyên nhủ. Cha thì té núi khi hái thuốc cứu vợ, mặc cho cậu đã can ngăn. Gia đình họ sống tốt đẹp như thế nhưng có được gì đâu, giờ lại phải đi xông pha donate mạng cho quỷ chỉ để bảo vệ những kẻ khác. Chưa kể cả hai còn đang ở độ tuổi thiếu nhi thì làm được trò trống gì. Tự hỏi trong một môi trường mà ai cũng lấy cái bản thân là hy sinh cho đại nghĩa, liệu cái tôi thực tế kiểu Yuichiro có đáng bị coi là ích kỷ hay không? Cậu chọn một cuộc sống chẳng chính chẳng tà, sống chỉ cho cá nhân mình và bảo vệ cái mình chân quý thì có gì là sai? Cơn bão thứ ba ập đến vào một ngày hè oi ả nọ. Một con quỷ bất ngờ tấn công vào nhà của hai anh em. Yuichiro bảo vệ em mà bị thương nặng. Những gì Muichiro nhớ được sau đó là một màu đỏ của máu, còn trong người thì thiêu cháy bởi cơn tức giận tột cùng. Đến khi bình tĩnh lại thì con quỷ đã bị dập cho tơi tả, rồi hóa vàng dưới ánh mặt trời. Còn cơ thể Muichiro thì nặng như chì, lê lết mãi mới đến được chỗ của Yuichiro. Lúc này đã mất dần nhận thức, nhưng miệng vẫn khấn cầu Chúa Trời thần Phật hãy cứu vớt em trai. Cuối cùng thì dẫu có mồm miệng cay nghiệt ra sao thì anh vẫn là anh, vẫn yêu thương em mình mà thôi. Sau đó khi Yuichiro chỉ còn là cái xác lạnh, tận mắt Muichiro đã chứng kiến anh mình thối rữa, cơ thể cậu cũng bị giòi bọ lúc nhúc kiếm ăn. May trong khoảnh khắc sinh tử đó, Muichiro đã được phu nhân Amane kịp thời phát hiện cứu chữa. Kể từ ngày đó, Muichiro đã quên hết ký ức, nhưng cơ thể cậu vẫn còn lưu lại ký ức phẫn nộ. Qua đó mà ngay lúc này, ấn diệt quỷ của Muichiro đã được kích hoạt.
một đường hơi thở đã tiễn vong cả đám quỷ bao vây. Cô Tetsu đã được an toàn, nhưng thanh kiếm cùng các thợ rèn đang gặp nguy. Muichiro phải khẩn trương đến đó trước khi diễn biến xấu xảy ra. Giữa lúc Yoko định làm hại Kanamori thì Muichiro đã kịp đến ngăn hắn lại. Trước đó do ghen tị trước sự tập trung toàn phần của Hagan Nezuka, Thượng Huyền Ngũ đã không ngừng hành hạ xác thịt anh thợ rèn. Tuy cơ thể đã chẳng chịt vết thương, nhưng Hagan Nezuka vẫn tịnh mà miệt mài, khiến hắn cáu mà định chút giận lên Kanamori. Sự xuất hiện của Hà Trụ khiến Thượng Huyền Ngũ bất ngờ. Không ngờ Muichiro có thể thoát được cửa tử thân kép của mình. Hắn cũng nhận ra vết nám trên mặt Hà Trụ, tương tự như cái đã xuất hiện trên mặt của Tanjiro theo lời của Muzan. Đã thế thái độ hết sức tỉnh bơ nữa chứ. Ngay khi thấy Muichiro định tấn công, Gyoko triệu hồi xúc tu bát vĩ ra để khóa Hà Trụ lại. Nhưng đen cho con quỷ là Muichiro đã được donate kiếm. Một kiếm sĩ mạnh mẽ trên tay cầm con kiếm ngon, đã thế còn được búp thêm ấn nữa. Thế thì đếm dần thời gian sống đi con trai. Những mánh trò mà Gyoko từng dùng đang dần bị bắt bài bởi Muichiro phiên bản khủng nhất. Ngay cả việc đấu mõm hạt tiêu còn áo trình. Thẳng thắn chê cái bình của Gyoko là hàng chất lượng lùn, khiến con quỷ bị kích động cực đại, mà triệu hồi cả đàn cá da trơn lao đến sâu xé. Đám này lực công thì thấp, nhưng chất lượng độc trong huyết dịch lại cao, dính cái là cầm chắc sổ hộ khẩu dưới địa ngục. Có điều game này không khó với Muichiro, dằm ba cái độc anh đấy chấp. Nếu không lột xác kịp thời có lẽ Gyoko đã liệm, nhưng cái mồm vẫn phở lách kinh lắm. Nào là đây là bộ dạng phiên bản giới hạn trên Olifan, rồi lớp vẩy trong suốt bền cứng hơn kim cương. Giá như cái mồm của Gyoko bù cho thân thủ thì tốt, đánh đến đâu tạch đến đấy. Suýt quên không flex, Gyoko còn sở hữu bàn tay Midas bản hải sản. Nghe thì ghê đấy nhưng chiều mạnh mà hụt thì cũng thế. Sau đó là một loạt đòn công kích nhưng độ chuẩn ở mức âm của Thượng Huyền Ngũ. Trong khi đó Muichiro chỉ cần một đường kiếm duy nhất, tách thủ ra thủ, thân ra thân. Đầu anh đã rụng nhưng mồm vẫn không chịu nghỉ, kể cả trong lúc hồi phục. Và Muichiro cũng không ngần ngại khóa mồm hắn vĩnh viễn đâu. Chiến thắng này của Hà Trụ không chỉ góp phần diệt một cường địch, mà sâu xa hơn nữa thì cậu đã vượt lên trên bản thân mình và được những người thân yêu chào đón. Chào qua qua thôi nhá chứ đừng đưa đi luôn là được. Ở một diễn biến căng hơn, Tanjiro vẫn đang bị con mộc long hành cho lên bờ xuống ruộng. Đầu rồng thôi thì vẫn đấu được chứ địch đóng tún thế này gian nan thật sự. Kể cả khi đã được Nezuko và Genya ra sức support, địch mỗi lúc chơi càng gắt. Chừng nào các sát quỷ nhân còn hơi thở là con quỷ thứ 5 càng gia tăng công kích. Thậm chí Tanjiro còn bị nuốt. Tình hình này là không ổn rồi. Nhưng đừng lo, đã có trụ cột đến đây. Sau combo đòn gọn mà uyển chuyển của mình, cô đã cứu được Tanjiro. Giờ thì cậu có thể nghỉ ngơi, để Kun Kut ra cho chị Mit thể hiện. Với hơi thở tình ái, Mitsuri đã cho thấy bản thân không hề mua chức trụ. Múa đến đâu là mộc long câm luôn. Câm theo đúng nghĩa đen. Địch gọi được bao nhiêu chị oánh hết. Mạnh thì có mạnh, nhưng trong mắt con quỷ, chị Mit chẳng khác nào con mắm gợi dục. Ma nói cầu chí mạng, tự dưng bị tổn thương cõi lòng ngang. Nhưng đó là tất cả những gì mà con quỷ làm được để gây đam cho Mitsuri. Chứ dăm ba cái trò skill này nọ, tuổi con cầy. Kiếm của Mitsuri được chế tác đặc biệt để phù hợp với kỹ năng di chuyển của cô. Một loại skill mà Tanjiro phải thừa nhận rằng bản thân không thể theo kịp vì nó quá nhanh. Nhờ có nó mà chị Mit có thể thoát pressing đòn một cách hoàn hảo, từ đó áp sát được con quỷ. Nhưng đây là nước đi sai, quá sai của luyến trụ. Hậu quả là cô dính ngay một đòn sư tử hống mắc volume. Nếu là kẻ khác là đã xin vĩnh biệt rồi. Riêng chị Mit nhờ sở hữu body với cơ bắp cực lực nên chỉ bị choáng. Ngay từ khi còn hơi sữa, cô đã có một thể chất hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Lớn lên thêm vài tuổi nữa thì sức ăn của cô tỷ lệ thuận với sức mạnh cơ bắp, chấp luôn cả sumo. Nhưng đó cũng là điểm khiến cô trở nên tự ti khi lớn lên, sợ rằng bản thân chẳng ma nào hốt. Sau lần đầu bị từ chối vì mái tóc hồng của mình, Mitsuri đã nhuộm tóc đen để đi xem mắt. Nhưng khi chuyện chuẩn bị thành thì cô lại thấy có gì đó sai sai. Sai ở chỗ cô đang sống không đúng với chính mình. Bên cạnh việc tìm chồng, mục đích của Mitsuri khi gia nhập sát quỷ đoàn còn là tìm ra những người chấp nhận cô nữa. Xuyên suốt thời gian hoạt động, Mitsuri đã có được sự tin tưởng của cấp dưới, đã thế còn được một trụ khác quan tâm. Còn lúc này có Tanjiro, Genya và Nezuko. Họ đã cứu cô chị ngay trong khoảnh khắc mém bị hạ sát. Để đền đáp lại sự tin tưởng cũng như sửa sai lầm vừa rồi, Mitsuri đã đấu một cách nghiêm túc hơn. Nhất định phải tiêu diệt con quỷ nhóc con kia bằng được. Trong thời gian đó nhóm Tan hãy đi lo diệt con quỷ bản thể. Cảm xúc chạm đỉnh khiến cơ thể Mitsuri rực cháy. Điều kiện đã được tích đủ để kích ấn diệt quỷ xuất hiện. Với con sức mạnh được khai phá thế này, dám ba con quỷ giành còn, chị Mit chấp hết. Về phía nhóm Tanjiro, việc chém đầu con quỷ co gian nan ra phết. Với cơ thể bé nhỏ luôn lách giỏi, đã thế còn trang bị bạo tốc nữa, thì phe diệt quỷ có đuổi bằng niềm tin. Rút kinh nghiệm sau vụ của Viêm Trụ, một khi bình minh lên lũ quỷ sẽ bỏ chạy, cho nên Tanjiro phải nhanh chân lẹ tay hơn. Tình hình thì là thế nhưng cái chân của Tan lại muốn dừng tại đây. Giữa lúc đó não của cậu lại phát lần tâm sự kín với Zenitsu khi Khứa Tóc Vàng chia sẻ bí quyết tăng tốc trong hơi thở sấm sét. Với hào quang nhân vật chính, Tan lập tức lĩnh ngộ ra một pha bứt tốc để đời, zip một hơi thật đầy oxy rồi tung một đường chém có điểm đến là cổ con quỷ. Cố gắng của Tanjiro thật đáng ghi nhận nhưng chưa đủ đồ để kết liễu con quỷ, thậm chí còn kích vào chỗ khiến nó nổi khùng mà hóa khổng. Nếu không nhờ Nezuko và Genya cứu nguy thì Tanjiro có khi thành bầy nhầy rồi. Không vì mém hẹo mà nản,
Tan tiếp tục gia tăng sức lên đòn tấn công. Có điều Thượng Huyền Tứ vẫn quá lì đòn. Hắn kéo theo Tanjiro lẫn tệp đính kèm Nezuko xuống vách núi. Trong lúc hai đứa kia còn chưa bám giết trở lại, Han Tengu cần sơi ai đó để hồi sức. Một khi hắn thịt được ba con báo này thì mọi chuyện sẽ rất khó lường. Tanjiro dĩ nhiên không thể để viễn cảnh đấy xảy ra. Trước khi làm chuyện ấy, cậu đã được ship cho một thanh kiếm từ Muichiro. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng. Mang cho mình cảm xúc của mọi người, Tanjiro làm một cú nhấn ga nhanh như dân tổ, cộng với một đường kiếm vừa sắc vừa chuẩn, đã thành công chém bay đầu Thượng Huyền Tứ. Chiến thắng thuộc về phe ta. Yahoo! Ơ nhưng từ mặt trời sắp lên rồi, Nezuko không ổn rồi. Tanjiro đã cố cảnh báo cho em gái, nhưng cổ họng cậu tự dưng tắt tiếng, trong khi Nezuko vẫn lao đến cậu với biểu hiện lạ. Lý do là vì chúng ta đã ăn mừng quá sớm, Thượng Huyền Tứ vẫn chưa bị tiêu diệt. Mặt trời đúng lúc ấy lại tỏa nắng, khiến Nezuko bị trói trang, đồng thời đẩy Tanjiro vào thế tiến thoái lưỡng nan, giữa việc bảo vệ em gái hay đuổi theo diệt con quỷ. Cả Genya và Muichiro đều không thể tham chiến hay để mặt trời thiêu hắn, nhưng deadline gấp quá có khi không kịp. Nếu Tan đã không lựa được thì để Nezuko giúp. Cô bé đá anh mình về phía trước, bất chấp việc đó sẽ làm bản thân cháy nắng. Trong đầu Tanjiro bắt đầu chạy phim về những gì mà hai anh em đã trải qua. Đoạn này xúc động phết, anh em nên xem phim để cảm nhận được chi tiết. Còn bây giờ chúng ta sẽ chứng kiến Tanjiro lấy mạng con quỷ chết tiệt kia. Dựa vào cái mũi cực ảo của mình, cậu đã nhắm được chỗ Thượng Huyền Tứ trú ngụ. Lần này có trời mới cứu được mày. Ngay khi con quỷ đã xuất đầu lộ diện, Tanjiro lập tức tung một đường kiếm thẳng vào nó. Đến hẹ lại lên, cứ khi nào quỷ sắp hẹo là ta biết được quá khứ con người của nó. Thượng Huyền Tứ khi còn là một con người là một tên trộm, kiêm sát nhân. Khi bị luận tội vì đổ lỗi đôi bàn tay dơ bẩn của mình mà bị chặt cụt, sau khi được Muzan bơm cho máu quỷ, hắn đã quay lại ra tay với vị quan nhân đã xử tội hắn. Với những gì trong quá khứ gây ra và hiện tại đã thực hiện thì Han Tengu quá xứng đáng để nhận cái kết này. Nhưng mà vợ tôi, ý là Nezuko, không đáng nhận cái kết hy sinh như thế. Động lực duy nhất của Tanjiro chẳng nhẽ bay màu như thế à? Từ từ hẵng khóc nín lại đi. Đâu, ơ kìa, ảo thật đấy. Tạ ơn tổ tiên phù hộ, ông trời có mắt. Nezuko-chan đã được mặt trời công nhận. Thề nhìn xinh điên. Kịch bản này đẹp, may mà không phải do Tanjiro tưởng tượng ra. Thế thì tốt quá rồi. Cái chết của bản gốc đã cứu nguy cho Mitsuri kịp lúc. Mén tí nữa là chị bị sơi rồi. Cuộc chiến đã kết thúc trong niềm vui, không ai phải thiệt mạng, không ai phải giải nghệ cả. Kết thúc chuyến nghỉ dưỡng đầy thương tích, Tanjiro tạm biệt làng thợ rèn để trở về. Trước khi rời đi, cậu đã được toàn bộ dân làng gửi lời cảm ơn trân trọng nhất. Điểm cuối của cuộc chiến sắp gõ cửa. Muzan đã hay tin Nezuko là con quỷ được mặt trời chấp thuận. Hắn chắc chắn sẽ có động thái để bắt bằng được cô bé. Hắn ta sẽ làm gì tiếp theo? Ở hồi sau mọi thứ sẽ được tiết lộ. Còn bây giờ thì tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.